Nhà sư ăn thịt chó chửi thề đi quán bar ở Sài Gòn sắp bị sờ gáy. Ông Ngô Minh Châu, phó chủ tịch ở Sài Gòn vừa giao công an thành phố phối hợp ban tôn giáo và các cơ quan hữu trách khẩn trương kiểm tra, làm rõ nhân thân của ông Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, 40 tuổi ở huyện Củ Chi, trong vụ nhà sư vào quán nhậu. Theo báo Người Lao Động, hôm 27 tháng 7, sau khi làm việc tại trụ sở công an quận Gò Vấp, ông Nguyễn Minh Phúc ra về khi âm tính ma túy. Không phải đến khi những hình ảnh ông Nguyễn Minh Phúc trong trang phục nhà sư trong một quán nhậu ở quận Gò Vấp được lan truyền thì mạng xã hội và giới truyền thông mới xôn xao về nhà sư này. Ông Phúc đã được các YouTuber, TikToker săn đón để bình luận, kể về nhiều việc. Hiện nay trên mạng xã hội tràn lan các clip về ông ta. Liên quan tới các YouTuber quay và phát tán các clip có nội dung xuyên tạc Phật giáo, Thượng tọa Thích Tâm Hải, trưởng ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Sài Gòn cho biết, ban trị sự đã đề nghị giáo hội có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an thành phố xử phạt. Thượng tọa Thích Tâm Hải khẳng định, ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, không phải là tu sĩ Phật giáo. Nơi ở của ông Phúc tại ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi là nhà để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là chùa Hoằng Pháp Trung ương. Về việc ông Nguyễn Minh Phúc, từ năm 2014, Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp ở huyện Hóc Môn đã xác nhận không phải là tu sĩ xuất gia ở chùa Hoằng Pháp và thông báo rộng rãi lưu ý, ông Hải nói. Từ đầu năm 2021, ông Nguyễn Minh Phúc được nhiều người biết đến với biệt danh thầy chùa ăn thịt chó. Thời điểm đó, ông này được nhiều YouTuber tìm đến và quay lại các video với nội dung ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, hộp vịt lộn. Trong các video clip, ông này tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc và là trụ trì Hoằng Pháp Trung ương. Không những gây bất bình cho người xem về việc thầy tu ăn thịt chó, ông Phúc còn có những phát ngôn gây sốc, sai lệch, xúc phạm Phật giáo. Ngoài ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở Sài Gòn cho biết các huân chương, huy chương, bằng khen của lãnh đạo nhà nước, chính phủ cũng được các cơ quan hữu trách khẳng định là do ông Phúc tự làm giả. Liên quan đến những lùm xùm của ông Nguyễn Minh Phúc, nhiều người dân bất bình, mong giới hữu trách cần nhanh chóng xử phạt bởi vì ông Phúc giả danh tu sĩ Phật giáo làm nhiều chuyện khó coi.